Bật mí 6 bí mật về phụ nữ cổ đại mà phái đẹp ngày nay chưa chắc có, những bí mật về phụ nữ thời La Mã cổ đại, Ai Cập, Hy Lạp dưới đây, sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc bởi họ có những đặc quyền to lớn mà chưa chắc người phụ nữ hiện đại ngày nay đã có. Lấy chồng rồi, nhưng phụ nữ La Mã cổ đại vẫn chơi búp bê, phụ nữ La Mã thường kết hôn khi mới 12 tuổi. Nên kể cả khi đã lập gia đình, nhưng nhiều cô gái vẫn thường chơi đồ chơi, phổ biến nhất là búp bê, vào cuối thế kỷ 19 các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một búp bê bằng gỗ trong quan tài cô gái Creperia Trifena sống ở Rome. Vào thế kỷ thứ hai, búp bê gỗ này có nhiều điểm tương đồng với búp bê Barbie hiện nay với hông rộng và phần bụng phẳng. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học còn phát hiện trong quan tài có hộp nhỏ đựng quần áo búp bê. Phụ nữ Ai Cập cổ đại có quyền thừa kế ngai, vàng như đàn ông, bất kể giới tính là nữ hay nam, mọi người Ai Cập cổ đại đều có quyền thừa kế ngai, vàng như nhau, có thể thấy. Ai Cập cổ đại là một trong số ít các quốc gia duy trì được quyền lợi và địa vị của người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ thời nguyên thủy. Phụ nữ Hy Lạp có quyền yêu cầu ly dị, phụ nữ Hy Lạp cổ đại bị hạn chế bởi quyền hạn. Sự tự do nhưng ngược lại trong đời sống hôn nhân lại khá công bằng, một người phụ nữ Hy Lạp muốn ly hôn chỉ cần có một người đàn ông đại diện chấp nhận cô ấy. Nữ giới La Mã cổ đại cũng có gia sư, giống như nam giới phụ nữ La Mã cũng được tiếp nhận nền giáo dục tốt, được dạy những điều căn bản về viết và đọc. Một số gia đình đã thuê người dạy kèm cho con gái, vì muốn con học rộng hiểu sâu, có thể gián tiếp trợ giúp chồng trong sự nghiệp chính trị. Phụ nữ La Mã cổ đại đã biết mặc bikini, bức tranh khảm có niên đại từ thế kỷ thứ tư SCN. Được tìm thấy ở Sicily cho thấy các cô gái La Mã đã biết mặc bikini hiện đại, nhìn vào bức tranh có thể thấy bộ bikini khá thời trang và tiến bộ nữ giới la mã thích chơi thể thao tập thể dục trong một bức tranh khảm khắc lại bật mí một sự thật bất ngờ về phụ nữ la mã cổ đại những người phụ nữ này yêu thích các môn thể thao thể dục nhằm nâng cao sức khỏe các hoạt động giải trí đời sống cũng được phụ nữ la mã cổ đại quan tâm rất nhiều bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại